Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 10 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Sửu. Theo tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Sửu âm lịch. Điểm sáng lớn nhất của người tuổi Sửu trong tháng này đến từ tình hình tài chính khi được tài tinh chiếu mệnh. Thực thần trao cho bản mệnh những cơ hội kiếm tiền không nhỏ. Tuy nhiên, sự nghiệp của con giáp này lại không được hanh thông như đường tài lộc. Tài lộc của những chú trâu đang trên đà khởi sắc rực rỡ. Nguồn thu đến cả từ chính tài và thứ tài. Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể nhờ tới sự trợ giúp của người thân, bạn bè để mở rộng quy mô và nguồn vốn đang có, từ đó thu về khoản lời khá lớn. Tuy nhiên, sự nghiệp của con giáp này lại không được hanh thông như đường tài lộc. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy bạn có thể gặp phải ngăn trở trong sự nghiệp bất cứ lúc nào. Thậm chí mọi thứ còn dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ sự đột phá nào. Dù không thể phủ nhận những chú trâu đã cố gắng rất bền bỉ, cũng đạt được những thành quả nhất định nhờ sự quyết tâm và nỗ lực của mình. Nhưng so với mục tiêu bạn đề ra thì mọi thứ vẫn còn xa. Tuy vậy, dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của bạn, bạn cũng không nên chán nản, trì trệ. Thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc. Bạn nên đặt ra những mục tiêu rõ ràng và tham vọng hơn. Nếu vội hài lòng với thực tại, thì bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh tụt hậu, thua kém mọi người xung quanh. Tình cảm nhiều khúc mắc cũng là điều khiến bản mệnh khá đau đầu. Ở công ty đối mặt với đủ vấn đề rắc rối, về nhà lại chịu đựng thái độ hậm hực, chiến tranh lạnh từ người ấy khiến bạn như muốn nổ tung. Lúc này, nếu hai bạn không nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn sẽ rất dễ tạo điều kiện cho người thứ ba chen chân vào. Bởi trong những phút yếu lòng, chỉ cần một trong hai không nghiêm cẩn giữ mình dưới cái mát tìm đến người khác để giải bày tâm sự. Tình yêu của hai bạn có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào do thiên cầu ngấm ngầm hãm hại. Về sức khỏe, mệnh chủ cần chú ý đến những tác nhân gây chấn thương từ bên ngoài như va quẹt xe cộ, bị té ngã. Trong tháng có thể bạn sẽ phải dịch chuyển nhiều, nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại và tham gia giao thông cũng như an toàn lao động. Tử vi tuổi Sửu tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Sửu không được như ý cho lắm. Dù bản mệnh vẫn giành được những thành quả nhất định nhờ sự quyết tâm và nỗ lực của mình nhưng so với mục tiêu đề ra thì vẫn còn xa. Những chú trâu vốn có tính trầm lặng và chín chắn. Vì vậy bạn biết mình cần phải có cách ứng xử như thế nào là phù hợp nhất trong mỗi tình huống khác nhau. Nhờ vậy mà tính đến thời điểm này, bạn đã đạt được những bước vững vàng trên con đường sự nghiệp. Bạn cũng giành được sự tin tưởng rất lớn từ đồng nghiệp và cấp trên với thái độ nghiêm túc và cầu tiến của bản thân. Song đời không như là mơ, mọi chuyện không phải lúc nào cũng tiến triển theo cách mà ta muốn nó vận hành. Nhất là khi trong tháng 10 này, nguyệt lệnh lâm đất mộ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy vận trình của bạn khó bề được như ý. Nhiều dấu hiệu cho thấy, bạn có thể gặp phải ngăn trở trong sự nghiệp bất cứ lúc nào, thậm chí mọi thứ còn dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ sự đột phá nào. Dù không thể phủ nhận những chú trâu đã cố gắng rất bền bỉ, cũng đạt được những thành quả nhất định nhờ sự quyết tâm và nỗ lực của mình, nhưng so với mục tiêu bạn đề ra thì mọi thứ vẫn còn xa. Lại thêm thiên cầu hung tinh đe dọa, tiểu nhân đang không ngừng tìm cách phá hoại, khiến cho công sức của bạn không được công nhận, dễ vướng phải những sai sót không đáng có. Hãy chú ý kiểm tra kỹ càng mọi thứ sau khi làm xong để tránh để lại hậu họa về sau, tạo cơ sở cho kẻ tiểu nhân nắm thóp bạn. Dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của bạn, bạn cũng không nên chán nản, trì trệ. Thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc. Bạn nên đặt ra những mục tiêu rõ ràng và tham vọng hơn, nếu vội hài lòng với thực tại thì bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh tụt hậu, thua kém mọi người xung quanh. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải thay đổi cách nói chuyện, ứng xử của mình. Sự cố chấp, khô khan sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ may và cả cơ hội được quý nhân tương trợ nữa đấy. Theo phong thủy phi tinh tháng này phương chính đông có sao lục bạch chủ chức vụ bay vào, phương vị này trong nhà nên chú ý dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ. Có thể bày thêm những vật phẩm phong thủy vượng quý nhân để tăng thêm may mắn cho vận trình của mình bạn nhé.
Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Sửu âm lịch về phương diện tài lộc. Bù đắp cho những khó khăn trong công việc, đường tài lộc của người tuổi Sửu rõ ràng đã có những khoản thu nhập khá đáng kể. Tháng này bản mệnh được tài tinh chiếu mệnh. Thực thần trao cho con giáp này những cơ hội kiếm tiền không nhỏ. Tài lộc của những chú trâu đang trên đà khởi sắc rực rỡ, nguồn thu đến cả từ chính tài và thứ tài. Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể nhờ tới sự trợ giúp của người thân, bạn bè để mở rộng quy mô và nguồn vốn đang có, từ đó thu về khoản lời khá lớn. Người làm kinh doanh tìm kiếm được những mối làm ăn hứa hẹn. Chỉ cần bạn luôn chăm chỉ quyết tâm thực hiện kế hoạch tiến về phía trước thì bạn có thể chinh phục được mọi thách thức mà cuộc sống và công việc đặt ra. Nếu ai đang có kế hoạch khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh hay triển khai đầu tư, đều có thể tiến hành vào thời điểm này khá phù hợp. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trong các dự án mới, đặc biệt là ở lĩnh vực bạn chưa thật sự quen thuộc. Tốt nhất là nên bắt đầu bằng những thứ thật nhỏ thôi rồi đợi tới khi chúng lớn dần lên, bạn cũng đã quen với môi trường đó thì chẳng có gì phải quá lo ngại. Những ai làm ăn nhỏ tuy không thu về khoản lợi lớn như những người khác nhưng về cơ bản, lúc này khá rủng rỉnh tiền tiêu, đối với kế hoạch lâu dài thì không phải lo lắng gì nhiều. Xem phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng trung cung gặp thất xích chủ về tranh chấp. Điều này đồng nghĩa là chuyện làm ăn, buôn bán có kẻ ngáng đường, gây chuyện thị phi, tranh cướp. Theo đó, để hóa giải vấn đề này, người tuổi Sửu có thể đặt biểu tượng kỳ lân phong thủy tại khu vực chính giữa ngôi nhà hoặc phòng làm việc. Cách này sẽ mang tới những cát lành về tài lộc, giúp chuyện làm ăn thêm phần suôn sẻ. Tử vi tuổi Sửu tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện tình duyên. Theo dõi tử vi tháng, đáng buồn là chuyện tình cảm của người tuổi Sửu gặp khá nhiều trở ngại, khúc mắc. Có những vấn đề xảy ra nhưng bạn thậm chí còn không biết nguyên nhân tại sao. Cơ hội để người độc thân gặp người trong mộng trong tháng này là rất ít. Có lẽ bạn nên chủ động tham gia các hoạt động tập thể, chăm chỉ ngoại giao, tiếp xúc với người khác giới thì đào hoa mới khởi sắc. Xác suất bày tỏ tình cảm thành công cũng không cao. Những bạn đang trong tình trạng thầm thương trộm nhớ ai đó nên cân nhắc điều này để tránh tổn thương cho chính bản thân mình. Còn với các cặp đôi, mối quan hệ tình cảm nhiều khúc mắc cũng là điều khiến bản mệnh khá đau đầu. Ở công ty đối mặt với đủ vấn đề rắc rối, về nhà lại chịu đựng thái độ hậm hực, chiến tranh lạnh từ người ấy khiến bạn như muốn nổ tung. Lúc này, nếu hai bạn không nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn sẽ rất dễ tạo điều kiện cho người thứ ba chen chân vào phá vỡ hạnh phúc của hai bạn. Bởi trong những phút yếu lòng, chỉ cần một trong hai không nghiêm cẩn giữ mình dưới cái mác tìm đến người khác để giải bày tâm sự, tình yêu của hai bạn có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào do thiên cầu ngấm ngầm hãm hại. Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Sửu âm lịch về phương diện sức khỏe. Về sức khỏe, không có trở ngại lớn nào xảy ra với tình hình sức khỏe của người tuổi Sửu trong tháng này. Tuy vậy, một số yếu tố từ ngoại cảnh như ô nhiễm môi trường, thời tiết thay đổi, áp lực cuộc sống, nên cơ thể dễ suy nhược, thần kinh căng thẳng, dẫn đến tình trạng ốm vặt, sụt cân, suy giảm trí nhớ. Ngoài ra, trong tháng có thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, con giáp này cần chú ý đến những tác nhân gây chấn thương từ bên ngoài như va quẹt xe cộ, bị té ngã. Trong tháng có thể bạn sẽ phải dịch chuyển nhiều, nên chú ý vấn đề an toàn khi đi lại và tham gia giao thông cũng như an toàn lao động. Đinh Sửu, Thủy, 19 nam La Hầu, nữ kế đô. Tháng xấu vận xấu, không có biến chuyển nhưng trong chiều hướng không gặp may mắn tốt đẹp, nam mạng nên cẩn thận trong tiền bạc và giao thiệp, cẩn thận với vật có giá trị. Dự báo bị mất mát, hoặc tự mang họa vào thân khi di chuyển. Nữ mạng tuy có quý nhân giúp đỡ, nhưng không có biến chuyển về tiền bạc. Còn công việc gặp nhiều trắc trở về cuối tháng sẽ trở lại bình thường. Tình cảm chớ đi xa dù có lời mời, cẩn thận trong di chuyển. Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Sửu. Nguồn https://gạch chéo tiu-noivi-noi-tiu-oi-xiu-noi-tsang-10-noi-am-noi-lic.html/sửu. Kim, 31 nam Thái Bạch, nữ Thái Âm. Tháng này tuy không có chuyển biến trong mưu sự, nhưng công việc và tiền bạc đều đã hanh thông.
Tuy nhiên nam mạng còn trong hạn xấu không nên đầu tư việc mới khó thành công, và bị người lợi dụng mà tán tài, trong tình cảm có tiểu nhân gieo tai tiếng đâm ưu phiền. Nữ mạng nên thực hiện dự tính nếu có, do được âm phù dương trợ nhưng chớ thực hiện quá tầm tay. Và chớ tự mãn chủ quan sẽ thất bại. Về tình cảm cần tìm hiểu đối tượng mới giao tiếp sau mới tiếp xúc thêm. Quý Sửu, 1/43 nam kế đô, nữ thái dương. Tháng này tuy không có biến chuyển về kiết hung nhưng đang trong chiều hướng tốt đẹp trong công việc. Nam mạng do vận xấu nên còn trắc trở về tiền bạc không được như ý. Về mưu sự khá thành công trên thương trường, tiền đến tay trong như ý. Tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng quý nhận trợ giúp nên thực hiện dự tính nếu có, do đã có vận hội tốt chớ bỏ qua thời cơ, về tiền bạc, tình cảm như ý. Tân Sửu, Thổ, 55 nam La Hầu. Nữ kế đô, nên thực hiện mưu sự sẽ có kết quả tốt đẹp như ý, nam mạng cẩn thận trong giao tế chớ quá chủ quan tự mãn để tránh ưu phiền, còn gặp tai tiếng thị phi tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tháng này không có chuyển biến nhưng vận hạn chưa được tốt đẹp, tuy có quý nhân trợ giúp nhưng về tiền bạc và công việc chưa hanh thông như ý. Tình cảm gia đạo an vui. Kỷ Sửu, Hỏa, 67 nam Thái Bạch. Nữ Thái Âm, nam mạng tháng xấu vận xấu và không có chuyển biến trong mưu sự nên công việc và tiền bạc đang trong chiều hướng ít gặp may mắn. Tránh manh động đầu tư, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Nữ mạng chớ tin người kẻo bị lợi dụng, nên giữ việc cũ hay làm việc nhỏ mà đạt sở cầu như ý, cẩn thận khi di chuyển tránh đi xa. Nguồn, https://gachcheo-fonzties.com/tuu-noivi-noi-tuoi-noi-scu-noi-tsang-noi-am-noi-lics-noi-322.html. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu. 1. Kỷ Sửu, Hỏa, nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết, xem tử vi tuổi Sửu tháng 10 năm 2020 âm lịch, có nhiều cơ hội kiếm tiền, lợi nhuận rủng rỉnh. Quý nhân, Mùi, Tý, tiểu nhân, Tý, Tuất, màu sắc may mắn, vàng, đen. 2. Tân Sửu, Thổ, nam Vân Hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết, sự nghiệp dậm chân tại chỗ, không có bất kỳ sự đột phá nào. Quý nhân, Ngọ, Thìn, tiểu nhân. Mão, hợi màu sắc may mắn. Xanh, hồng. 3. Quý Sửu, 1, nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức. Khẩu quyết, dù hoàn cảnh sóng gió cũng không nên chán nản, nghĩ đến việc bỏ cuộc. Quý nhân, Ngọ, Tỵ, tiểu nhân, Tuất, Mùi màu sắc may mắn, trắng, đen. 4. Ất Sửu, Kim, nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết, tình duyên ảm đạm, mối quan hệ nhiều khúc mắc khó giải quyết. Quý nhân, Thìn, Ngọ, tiểu nhân, Mùi, Dậu màu sắc may mắn, cam, trắng. 5. Đinh Sửu, Thủy, nam Vân Hán, nữ La Hầu, khẩu quyết, rèn luyện để tăng cường sức đề kháng, chú ý an toàn khi di chuyển đường xa. Quý nhân, Tỵ, Thìn, tiểu nhân, Dậu, Mão màu sắc may mắn, trắng, xám. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và hẹn gặp lại.